vào bộ nhớ của máy có số 6800TD. Anh giữ B. Nhập 4.1. Là bộ nhớ mình hay dùng nhất. Mình hay dùng cái bộ nhớ tương ứng các U đúng không? Các U là 8 là chế độ hút hơi. Hút liên tục và hút đoạn. Hút đoạn thì dành cho chế độ semi auto với chế độ auto thôi. Hút chạy thủ công là không có hút đoạn. Rồi, U75 là vị trí dừng kim dưới hạt cây. Khi đang chạy ở những đường dưới thì mình sẽ là số 1 hoặc số 2. Còn chương trình số 3 này thì sẽ là dừng hướng nào nó ngừng dưới. Anh cắt chỉ xong nó ngừng dưới. Đa số mình sẽ chạy với bán tự động chứ để số 2. U80 là chỉnh độ nhảy sensor F. Đường đường khi đèn nó bị sáng rồi. Khi đèn thấp quá nó bị sáng như này. Mình sẽ vào đây mình chỉ nó lên cho nó mất đi. Ok, mốc là sensor mà. 82 là chương trình B sensor. B sensor rồi. Còn 83 cũng là có F, nhưng mà cái này mấy cái này có 83, 84, 85 sẽ là mình giải cố định là như thế đấy. Chương trình 86 là công tác an toàn. 86 là công tác an toàn rồi. Công tác an toàn tổng của cả chân vịt và lắp. 87 là chương trình công tác an toàn của chân vịt. 88 là công tác an toàn của nắp máy. Đấy là mình vô nó là bật khả tác đó. Vâng. 96 là vẫn là thay đổi ngôn ngữ giống như các cái bộ phận khác. 96 là thay đổi ngôn ngữ rồi. Bộ nhớ 4.2 nhé. Bộ nhớ 4.2. Và mũi tên sang trái. Đấy, Nhưng mà khẩu 4.2. B là bình thường của mình nhé, đèn B này là che sáng thôi. Anh vào U4, nó vẫn là U4, anh cho về 0. Bây giờ anh che nó cũng không sáng, là tắt đi rồi. Rồi, U4, U5 đó. Và U4, U5 mình vẫn thế. Cái này mình hay dùng thôi. Đó là của bao cuộc 42 như vô chỉnh chủ yếu như đó là gọi là tắt cái đèn cảm biến B sensor. Tại vì nhiều nơi là họ cắt chỉ sát vào hạ ấy. Bắt buộc là phải tắt B sensor thì mới chỉnh cắt sát được. Rồi cắt thì sẽ hộp. Cái hộp là giữ B và cánh quạt. Giữ B và cánh hộp quạt. Anh nhầm mật khẩu là 2014 11. 20141 1 1 1. Ok. Đây hệ thống nói chung. Anh ấn ngược lên trên một lần. Ngược lên đây một lần. Chúng ta nói chung anh ấn ok. Rồi được reset. Đó là cách reset hộp. Rồi đây reset hộp của cái dòng này. Rồi một cái là reset xong mà tắt nguồn à? Tắt nguồn phải tắt nguồn luôn. Rồi đồng bộ. Đồng bộ motor và motor và hộp. Và chọn điểm dừng tự kim khi mở máy. Rồi giữ F bật nguồn. Xong mình ấn ok. Lưu tăng tự quay. Rồi tự quay motor trên sau nó hoạt động ra nó như vậy. Khi motor tự dừng rồi ấy, mình sẽ quay đúng chọn cho vị trí kim cao nhất và cái kim cao nhất và móc nó có không động dung vịt khi dung vịt đang lành. Bấm ok. Ok để cho hai thông số nó bằng nhau. Như này là được. Xong mình tắt máy thì là nó sẽ lưu. Tắt máy nó sẽ lưu đúng không? Bảo khí hiện khóa. Khi hiện khóa là anh chở âm tín 292 bên này. Bên trái và phải giữ một nút. Mở khóa. Và thứ hai nó một cái hay bị là khi anh để cho automatic này. Anh gót phần ga, gót phần nào thì sẽ rơi những phần khóa. Đúng. Anh giẫm phần ga xuống nó mở. Nhưng mà khi mà khóa bằng ok ấy. Thì anh sẽ bắt buộc anh chỉ cố mở được bằng cái này thôi. Hai tí này thôi. Rồi, ok.